vàng của mình mà nó lấy của mình, xong mà nó chi hô là mày bóng kia đá, mày bóng người trai hay kia, là cái đó sai vấn đề. Cụ thể người đó là ai? Cụ thể người đó là ai? Mẫn cô. Mẫn cô, bà ta làm công việc gì? Chuyên gia đi hầu đồng. À, cụ thể nhất là trong cái công việc chuyện của bảy bóng tin hầu đồng và bảy bóng đã bị lừa, nó diễn ra như thế nào? Ví dụ bảy bóng lúc đó là bảy bóng đi ra ngoài người ngoại, cái nó dục tiền dục đồ nhắn dục cho cái bảy, xong rồi nó mới vô trong nhà bảy, nó cho bộ nó khùng nó đi, nó có vô trong nhà bảy luôn nha, nó cũng đi mà cũng đi chơi mình đằng, xong mình lúc đó là nó mới là sinh nhật, nó sinh cuối cùng nuôi đó, nó làm ngày tháng con nuôi đó ở dưới là cây lạy Tiền Giang, bảy mới đi về cây lạy nó, về cây lạy nó mượn bảy con đi chìa cái lắm, cái nó đi về nó bị về xong lên chạy con đi chìa, chạy cái lắc với quần, chạy cái lắc với bảy, xong rồi nó mượn lên con chìa nó đi vô Quảng Bình nó hầu, cái nó mượn theo hầu nó xong gửi vô là nó bị nó cua luôn, đó là như vậy. Nếu mà không có thì cả nhà cứ nghe lời bảy bóng, nếu mà không có thì cứ thưa bảy đi bảy bóng đi hầu. Hay là bây giờ nó cho cái địa chỉ mà nó đang ở tại ở đâu, người đó đang ở đâu thì bảy sáu bóng sẽ đi ra hay là kêu công an ra mời nó vô cơ năng giải quyết. Chứ giờ bây giờ nó nói là giờ nó vô mặt nó là bảy bóng nuôi trai hay là bảy bóng đập đá này kia đó, nó ghép vô hình nó lấy tùm lum á. Vậy thì bây giờ là không đeo vàng nữa là bảy bóng đã trở lại được trạng thái bình thường dạ. Của người ngày xưa chưa? Dạ, trở lại bình thường lại rồi. Bây giờ nếu mà cả nhà yêu thương bảy bóng thì lên mạng mua thương nhà ủng hộ bảy bóng, cũng có mừng cả nhà rất là nhiều. Anh chàng bảy bóng này, một người đeo vàng mà thời điểm đó được gọi là nhiều nhất Việt Nam. Và sau này nếu như mà làm ăn lại, có tiền lại thì cái sở thích mà đeo vàng nó sẽ tiếp tục không? Hay là nó đã quên luôn rồi? Dạ nên chắc bảy bóng cũng đã xem nó nhìn nhận nó ra ức lợi đó, mình đeo càng nhiều càng có nhiều chuyện không hay cho mình. Vâng. Dạ. Bảy bóng bây giờ là tin có cái chuyện đó hả? Dạ. Đeo vàng nhiều không hay, bảy bóng có thể nói rõ hơn về cái tâm linh mà bảy bóng nghe như thế nào, là mà có được cái kinh nghiệm như thế nào mà cho rằng là đeo vàng nhiều thì nó. Bảy ơi, nhiều người ta cũng gọi nước ngoài ta gọi bảy nhiều lắm, ta nói bảy ơi, em mà đeo vàng nhiều á, em cũng giống như chị hồi xưa chị cũng vậy á, đeo vàng nhiều quá cả cộng đồng, không phải là em vô thì phải nắm đâu nha, giống như là cả cái người tốt và người xấu, thì mấy người tinh vi lắm, hào đồng có tên chuyên gia là, em thấy là xạo mà. Nếu mà Lan Thiện cũng như khán giả nhớ không lầm thì cái thời điểm mà bảy đeo vàng rất là nhiều, bên cạnh bảy cũng rất là nhiều bạn bè trong giới mà đeo vàng cũng không có kém gì. Vậy thì những người đó hiện tại như thế nào? Bây giờ bảy không chơi với người nào hết. Người ta không chơi với bảy hay là bảy không chơi với người ta? Bảy không chơi với ta, tại vì ta không đàng hoàng, bảy không chơi hết người nào luôn. Có nghĩa là thấy bảy xa cơ thất thế, người ta là đã bỏ rơi bảy, xa lánh bảy, hay là một nguyên nhân nào khác nữa? Bảy không muốn chơi nữa, bảy không chơi với người đó nữa. Nhưng mà có phải là nguyên nhân là thấy bảy là xa cơ lỡ vận rồi thì người ta đã có một cái thái độ quay lưng không? Hồi xưa là bảy giúp rất là nhiều người, bảy giúp là nhiều người,
sau này mày không có chơi được mấy ông qua lợi luôn, mấy ông chơi luôn rồi mày không có người ta giúp mày gì hết, mày không có này kia nha. Không, em thấy đi mà em không có nữa, hay là cơ em xin sập ra em thử rút luôn, em không chơi ai hết. Thì bây giờ thì qua cái chương trình này thì có thể nhắc lại cái câu chuyện ngày xưa là mình sống trên cái đỉnh vinh quang, tiền cũng có, vàng cũng có, cơ ngơi cũng có, nhưng mà bây giờ mất hết rồi. Thì bây giờ là trải qua những cái biến cố đó, bây giờ làm lại từ đầu, Bảy có những cái lời chia sẻ gì với cộng đồng mạng trong cái việc mà mọi người trước đây cũng có nhiều cái ý kiến, người thì đồng tình và cho rằng Bảy đeo vàng là một sở thích mà không ai có thể mà can thiệp vào sở thích của người khác, cũng có nhiều ý kiến lên án cái việc mà Bảy phô trương. Vậy thì qua những cái biến cố đó thì Bảy có cái lời gì để chia sẻ với cộng đồng, những người đã từng thích cũng như không thích Bảy? Thì cũng có cả nhiều người, nhưng mà cũng có nhiều người, những người mười ý thì mọi người thích em thì cái chuyện em là đeo vàng, hay những người ta nói em là phô trương, hay là nhiều người cũng có hỏi giờ là cũng có chuyện cho tới là mày bóng thôi sao không đeo vàng nữa, đeo vàng như chị mua ủng hộ em, đeo vàng như chị mua em, mày bóng rất là ngại như vậy. Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ ai nói bây giờ mày cũng nước qua mày không nghe, mày mua đi gà mày rồi đi, mày cảm ơn cả nhà rất là nhiều, nhớ ủng hộ bóng là được rồi. Vâng, cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi về câu chuyện chàng chuyển giới Bảy Bóng với cái thời điểm mà đeo vàng dữ dội khiến cộng đồng mạng cũng một thời điểm dậy sóng. Thế nhưng bây giờ tất cả không còn như xưa nữa, Bảy Bóng với bàn tay trắng đã làm lại từ đầu. Và bây giờ thì trước mặt của mọi người là những cái món ăn ăn vặt rất là ngon, mà đặc biệt nhất là nước mắm. Đầu tiên thì Liên hiện sẽ đây là nước mắm phải không Bảy? Dạ, nước mắm đó. Đây là quý vị nước mắm mà Liên hiện đang quay thôi, mà Liên hiện cũng cảm giác rất là thèm. Đầu tiên thì đây là cái thau mà nước mắm được pha chế như thế nào thì Liên hiện sẽ được chàng Bảy Bóng chia sẻ với mọi người, để mọi người ai thích thì sẽ ủng hộ. Anh Bảy, chị Bảy sẽ giao trực tiếp. Đây là anh Bảy, chị Bảy có thể quậy lên cho mọi người, nó bốc thêm cái mùi quá đã lên cả họ. Cái gì nè, là để bóng bán là 200.000 rất ngon. Rồi Bảy Bóng có thể chia sẻ về cái nguyên liệu làm nước mắm, cái làm như thế nào để mà nó ra được cái hương vị cũng như là bắt mắt như thế này Bảy? Tại vì nguyên liệu này của em là em chỉ làm theo kiểu gốc của người Hoa, thì cả nhà đã biết rồi là người Hoa rất là làm là đậm và đặc. Thì nếu mà một khi mà cả nhà mà ăn của bên Bảy Bóng rồi là không ăn được chỗ nào Bảy Bóng nói nhật luôn. Rồi thì dạ, cái nước mắm này là mình sẽ trực tiếp đưa vào cái sản phẩm nào để mình gửi đến mọi người? Rồi Bảy Bóng là giới thiệu luôn đi, đây là cái chi tiết rất là quan trọng để mà nước mắm nào thì... Bây giờ là mình sẽ làm cái gì với cái món nước mắm này? Dạ em chỉ làm nước mắm này, bé đổ nước đổ nó vô cho Bảy đi. Mấy bạn đổ hết cho đây đúng không? Đổ hết cái đó trên Bảy. Là cái thao này là chuẩn bị sẽ ra được giống như vậy đó hả? Dạ. Rồi bây giờ là Bảy sẽ làm luôn cho mọi người thấy đúng không? Dạ. Đây. Ở trong khi chờ đợi thì Bảy Bóng sẽ giới thiệu cái món mà Bảy Bóng đang múc để mà đưa vào cái hộp đó. Là món đó món gì Bảy? Dạ cái này là gân bò cả nhà. Đấy, khách yêu cầu quá em mới làm cái này nè. Chứ yêu cầu bắp bò, gân bò em làm lên em bán thì cả nhà biết cái này nó sao hơi bị mắc tiền, bán bị lỗ. Gân bò đó thì người ta sẽ đặt bằng là cái món đó gọi là gân bò gì? Gân bò ngâm nước mắm. Rồi ok. Rồi bây giờ Bảy sẽ bỏ nước mắm vào để mà cho mọi người thấy được cái sản phẩm và nó ra thành phẩm để mà mọi người đặt và sẽ mua. Và Bảy cũng kỹ giống như là chia sẻ cách sử dụng nó như thế nào, ăn nó như thế nào luôn nha Bảy nha. Dạ cả nhà hãy cứ ăn thử rất là ngon. Bên nhà Bảy Bóng là không có bỏ chất bảo quản và không bỏ hàng the, không bỏ một cái điều gì hết, chỉ bán là đúng lương tâm, mua tại góc bán đặt ngọn. Rồi vậy là xong một hũ rồi. Một hũ gì là Bảy Bóng bán 200.000 mà bán 44 là free ship hết, không có mà lấy tiền ghép. Nếu mà cả nhà mà thấy mà hương tình Bảy Bóng xa xôi quá thì cho shipper Bảy Bóng 10.000, 20.000 cũng được, phải là mua tiếng mà xa quá đừng sao có thể mua được mọi mấy hai ba hũ gì dùm để cho Bảy là shipper, bên là shipper tại nhà tự đi luôn đem trong ngày, chứ mà đồ này để qua đi một đêm hai đêm có sao được ngon, để các bạn ngày bao nhiêu đêm cũng được. Rồi cái đó thì người ta ăn là ăn như thế nào? Người ta ăn là kèm thêm một cái nước chấm nành đắng của em.
là có nước chấm nữa hả? Ờ, à, lát hồi mình giới thiệu. Rồi, bạn lấy cái nắp đậy lại đi. Nó là đã xong rồi hả? Mình còn có đóng niêm phong gì lại nữa không? Dạ có. Rồi, thì với cái hũ đó là 200 ngàn. Dạ. Rồi. Rồi đến đó là món gân bò, nước mắm. Và bây giờ thì cái món rất là hấp dẫn. Ở đây mình đặc sản là món gì vậy? Dạ, đặc sản của em là món chân gà xả tắc. Chân gà xả tắc, vâng. Em bán là chạy nhất, nhưng mà cái gì cũng bán cũng được. Lỗ tai heo là phải bỏ cái đồ chua đó vô nữa hả bà? Cái đó hả bà? Cái trọng lượng của nó là nửa ký hay một ký bảy? Ờ, trọng lượng của nó là bảy lần mấy lần. Là 200 ngàn á hả? Dạ. Lỗ tai heo cũng 200 ngàn. Dạ. Nè ngon lắm. Em mới gọi lỗ tai heo rồi. Em mua hàng nóng mà em mua hàng đông lạnh đâu. Rồi heo này về là cú bánh tráng với rau đó hả mày? Dạ. Không ăn không cũng được nha. Em bán hết dành cho ăn không á, không sao đâu. Ừ, hủ gì nó bán 200 ngàn. Ngon lắm cả nhà. Cả nhà ăn đồ bị bóng rồi không ăn được đồ của ai đâu, bị bóng nó thật. Vừa bán giống như mà shipper cũng nhiệt tình mà bị bóng làm cũng nhiệt tình lắm. Đem tặng nơi, tặng chỗ cho cả nhà ăn. Rất là ngon. Có cái nhà thấy không? 200 ngàn. Dạ. Ship miễn phí. Dạ. Trọng lượng gì? Còn nếu mà gửi về các tỉnh thì sao? Thì cả nhà là mua mà gửi đi các tỉnh á, thì cả nhà phải quan biết dùm cho bảy là nhà xe. Giống như mà cái chặn xe thì phải bấm là để ra gửi. Giống như mà nó đi trong ngày được thì phải bấm sẽ nhận cho cả nhà. Nếu mà nó để một ngày và hai ngày thì phải bấm sẽ không giao được cho cả nhà đừng buồn. Phải bấm là tự nhiên sao nó đi qua hai ngày thì nó sẽ lên men, nó sẽ để không được, không có lạnh nó sẽ bung lên, nó sẽ hư lên bọt, không ăn được. Tội nghiệp cả nhà, hay là cũng tội nghiệp cho bảy. Rồi, bảy hãy đọc cái số điện thoại cũng như là cái Zalo Facebook gì để mọi người liên tục. Số điện thoại của bảy bấm là 0938 592 19. Thì cả nhà nào chưa mua thì giờ cứ lưu số điện thoại bấm vô đi, rồi sau mai mai mốt cả nhà mua cũng được. Chứ mà không ơi là cả nhà nha, mua lầm nha. Bây giờ người ta đang mạo danh bị bóng là để bán giống như bị bóng á, thì bị bóng đã nghỉ thời gian qua mấy tháng á, thì có người vô nhắn tin đó nè, bị bóng cũng bán y cũ nha, giảm 15% 10% là bị bóng chưa bao giờ giảm giá. Đó là món hai món rồi quý vị, mọi người đều được thưởng thức hai món gân bò và chân tai heo. Bây giờ đến chân gà hả? Cái này người khác làm được không hay là chỉ có bảy bóng mới làm được nước mắm này thôi? Không, chỉ có bảy bóng thôi, sao cho người khác làm được? Không, người trong gia đình mình á. Không, em không cho ai làm hết, tại vì em làm. Đây là nước mắm nguyên chất rồi đúng không? Ủa bên tổ này thôi thấy nhiều vậy bà? Nó một gắn nữa. Rồi bảy vừa bỏ vô vừa nói đi bảy là nhà, em làm bỏ tỏi thôi nha cả nhà, cho nó thơm cả nhà. Dạ, muốn trứng gà. Rồi có khách mua. Hai con cháu với nhau đã nữa kìa. Chị ơi, chị mua gì à? Dạ, bữa nay con có bán món thuốc xào ba gọi đúng không? Có chị, cái này là cốt bò, đương bò, món mới mới làm á. Dạ, vậy chị mua gì? Trứng gà. Giờ gì nữa không? Bán thuốc xào ba gọi thì ngon mà không mua à? Lấy đi nhờ. Rồi con cho con tặng cho hai đứa xăm. Nếu mà cả nhà nào mà lại đây mua bảy bóng thì bóng sẽ tặng kèm theo là mỗi người một chai nước xăm. Và nếu mà cả nhà mà thích uống nước xăm bảy bóng thì bảy bóng sẽ bán một chai là 10 ngàn. Rất là ngon này, nước xăm bảy bóng làm nè. Hai chai, hai người. Bà làm không rồi nha. Nè, cả nhà, nè ảnh tặng bên đây. Đó, và nếu mà cả nhà nào thương tình bảy bóng mà lại đây mà
bảy bóng sẽ tặng người chơi nước xanh, và nếu mà không lại đây á, không lại đây thì là mua nước xanh bảy bóng thì bảy bóng giao lại cho tặng nhà đó, mình không có lấy chiếc ở nhà nha. Hai nước mắm nó khác nhau hả bảy? Cái kia không có xả, này có xả hả? Bên đó không có xả bảy. Rồi, rồi thêm món chân gà đi bảy. Bây giờ cái món là đặc biệt ở đây phải không? Chủ lực ở đây đúng không? Dạ. Chân gà rút xương. Dạ. Có sao có cốc ở dưới nữa hả? Dạ. Em sẽ qua đây bỏ gì. Rồi, nói cho anh nghe cái món đặc biệt này cũng như là giá cả như thế nào. Bởi vì cái món này là lúc ban đầu em sẽ làm cái món này là em nổi tiếng là nhờ bơ chân gà. Tôi bỏ bảy miếng xả cho tôi lên, không xả được. Mà lấy cái cây thức nhíp được. Rất là ngon nha cả nhà. Quá thơm luôn mọi người, thơm lắm. Hơi bị ngon luôn em. Như hủi này là bao nhiêu tiền? Dạ mỗi như là 200 ngàn mà em bán viên ship luôn. Cả nhà Long An hay Bà Rịa, bất cứ Hóc Môn hay là Tây Ninh nghe này, ở đâu em cũng giao cho cả nhà nha. Cũng là viên ship nhưng mà lý sao quá, cả nhà cho ship bơi 10 ngàn, 20 ngàn cũng được, mà không cho cũng được, không sao. Nếu cả nhà thấy trên đường xa quá đó. Nhà thấy vậy mới không nên đi nhà. Ở đây là ngay đường tàu luôn nha mọi người, ngay ga Hòa Hưng. Mọi người sẽ thấy bán của bảy bóng. Mọi người hãy ủng hộ và hy vọng rằng bảy bóng sẽ làm lại từ đầu. Nếu mà mọi người đã từng có những cái thành kiến về cái chàng bảy bóng đeo vàng nhiều như thế này thì thôi, thì chúng ta cũng hãy có một cái sự rộng lượng để mà ủng hộ lại tinh thần của người đã từng trong cái gian khó đã biết đứng dậy để làm lại từ đầu. Xem như chúng ta cũng đã góp phần để mà ủng hộ cho một người cũng như những người thân của mình có thêm tinh thần. Hồi xưa thì thấy khi mà mở quán thì cũng tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều bạn đúng không bảy? Dạ. Khi mà nghỉ rồi thì chắc mấy bạn cũng bị thất nghiệp nhiều. Dạ. Thì cái câu chuyện đó thì bảy cũng rất là buồn, không dạ. Biết hiện giờ các bạn đó có ổn định lại được cuộc sống chưa? Dạ bây giờ em chưa, lại nhiều người lại làm lại cho em rồi. À vậy cũng mừng ha. Dạ. Đó cũng tạo được công ăn việc làm. Thì dạ. Nếu quý vị ủng hộ được cho bảy bóng thì chắc chắn một điều rằng bảy bóng sẽ xem đây như một cái cơ hội để làm lại cuộc đời và làm lại từ đầu với cái biết nhà. Bảy bóng cũng sẽ lên hiện cũng sẽ thường xuyên qua theo bảy bóng để mà bảy bóng thấy rằng mình được ngày hôm nay trở lại được như xưa. Thì cũng là nhờ cái sự mà quan tâm ủng hộ của mọi người và bảy bóng sẽ xem đó như một cái cơ hội để giúp thêm cho những hoàn cảnh khác mà bảy bóng đã từng làm từ thiện trước đây đúng không bảy bóng? Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video này và mọi người hãy nhớ số điện thoại Zalo bảy bóng và mọi người cứ điện và đặt bảy bóng. Dạ, số điện thoại bảy bóng là 0938 592 19, số 7 là Đỗ Ngọc Thuận. Bảy ở địa chỉ là 200
239 sẹt 50 Trần Văn Đang, phường 1, quận 3. Thì cả nhà đi đường Hoàng Sa vô bờ kè Hoàng Sa ngay đường kẻ xe lửa, quẹo vô chừng mấy trăm mét là tới nhà Bảy Bóng. Bán chân gà, bán 24/24, gọi là có ngay. Chúc Bảy Bóng sớm thành công và có một bài học về cái tình người, để mà sau này nếu mà chúng ta có cơ hội phát triển lại từ đầu thì mình sẽ biết tri ân những tấm lòng mọi người đối với mình nha Bảy nha. Dạ. Em chào tất cả các chị ở đây đang phụ với anh Bảy, chị Bảy nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.